Chào mọi người đã đến với video thuyết trình của dự án khẩu trang Huawei chống xe xe. Sau đây là phần giới thiệu thành viên của nhóm. Chủ nhóm là Võ Thị Cẩm Thy, đảm nhiệm vai trò sản xuất. Thành viên Huỳnh Thị Kiều Anh đảm nhiệm vai trò chăm sóc khách hàng. Thành viên Lê Như Huỳnh đảm nhiệm vai trò thiết kế. Thành viên Nguyễn Hải Đăng đảm nhiệm vai trò IT. Thành viên Nguyễn Thanh Duy đảm nhiệm vai trò marketing và PR sản phẩm. Thành viên Nguyễn Quốc Khánh đảm nhiệm vai trò quản lý tài chính. Sau đây là câu chuyện của nhóm. Từ khi Covid-19 đến hiện nay, khẩu trang là một vật dụng vô cùng cần thiết. Xe xe cũng diễn ra phổ biến ở Việt Nam. Chính vì vậy mà nhóm tôi quyết định đưa ra khẩu trang Huawei chống xe xe để giải quyết cả hai vấn đề trên. Sản phẩm của chúng tôi hướng tới người bị xe xe, người quan tâm sức khỏe, người ưa chuộng sản phẩm có mùi quýt, nhưng đặc biệt là người bị xe xe nhưng không dùng được thuốc. Sản phẩm sẽ mang đến nhiều giá trị, vừa thuận tiện có mùi hương, hạn chế được xe xe không cần dùng thuốc, đặc biệt là sẽ giúp ức chế tế bào ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Chúng tôi sẽ phân phối trên kênh trực tiếp và kênh trực tuyến. Về nền tảng trực tuyến thì nó sẽ mang tới sự tiện lợi như là Lazada, TikTok. Về nền tảng trực tiếp thì chúng tôi sẽ bán qua các nhà phân phối, các đối tác đầu ra chính, bán qua các cộng tác viên và bán lẻ sản phẩm. Để thu hút được thêm khách hàng mới và giữ chân những khách hàng cũ thì chúng tôi đưa ra những khuyến mãi, những chi ân khách hàng, đặc biệt là có chương trình tích điểm và luôn lắng nghe khách hàng. Chúng tôi cũng nhận thấy những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân, từ đó vạch ra kế hoạch cho 5 năm. Trong năm thứ nhất, chúng tôi sẽ xin giấy phép và phân phối sản phẩm. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4, chúng tôi sẽ bán thêm tinh dầu và mở rộng thị trường. Năm thứ 5, chúng tôi sẽ phân phối vào các siêu thị. Sau khi chiết xuất tinh dầu thì chúng tôi sẽ kết hợp với khẩu trang để tạo thành khẩu trang Huawei chống xe xe. Sau đây là một thí nghiệm thể hiện khẩu trang vẫn giữ được tính kháng bụi, kháng khuẩn của mình. Đây là một chiếc khẩu trang khi chưa được kết hợp với tinh dầu, khi cho vào vòi nước thì chúng ta thấy nước nó không bị thấm vào khẩu trang. Sau đó tôi sẽ lấy tinh dầu quýt kết hợp với khẩu trang và lặp lại thí nghiệm tương tự như lúc nãy, nếu nước cũng không thấm qua được khẩu trang. Chứng minh sau khi kết hợp với tinh dầu quýt thì khẩu trang vẫn giữ được tính kháng bụi và kháng khuẩn. Ta thấy nước không thấm qua được khẩu trang, như vậy kết luận khẩu trang vẫn giữ được tính kháng bụi, kháng khuẩn. Về cơ cấu chi phí cũng khá hợp lý, chỉ có 12 triệu trên 30 ngày trên 15.000 sản phẩm. Doanh thu trên 30 ngày trên 15.000 sản phẩm với giá bán là 4.000 sẽ là 60 triệu và lợi nhuận là 48 triệu. Như vậy thì thời gian hoàn vốn và sinh lợi nhuận sẽ rất nhanh. Chính vì vậy mà dự án khẩu trang Huawei chống xe xe là một dự án hoàn toàn có tính khả thi. Chúng tôi cũng đã bán được 300 sản phẩm đầu tiên với doanh thu đầu tiên là 1 triệu 200 nghìn đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có những đối tác đầu ra chính chấp nhận mua sản phẩm của mình. Hãy chọn khẩu trang Huawei chống xe xe vì sức khỏe bản thân và gia đình bạn.